Alo, xin chào các bạn. Nay ta giải cục Rubik bi cúp. Thì cái cục này á, nó là gần như là cái cục băng cà đít cơ bản á. Thường thường khi mình chơi băng băng đa đít thì cái cục đầu tiên mình chơi là bi cúp hoặc là full băng cơ băng băng cà đít VA, VB, VC. Thì VB, VC nó khó. Ra nhiều khi nhiều bạn ít chơi, còn cục này với lại cục phu thì hay chơi, hoặc tu ba, hoặc là những cục đơn giản hơn một chút. Thì cục này nó như vậy đó, bây giờ mình để cái trình tự ha, để các bạn ráp cục Rubik cho nó dễ. Thì mặt đỏ nó vậy, mặt vàng không, vàng nhìn không, chúng ta ráp theo cái trình tự này thì nó dễ nhìn. Thông thường những cái clip khác thì họ đưa lên cục Rubik họ giải luôn, nhiều khi ráp rất là cực. Mình cũng vậy, hồi xưa mình chơi cục này mỗi lần mà xem hình ảnh hoặc cách ráp mình ráp rất là cực. Đỏ ha, nhìn không, mặt vàng ở trên rồi, mặt xanh dương, mặt xanh lá rồi, thấy không, nhìn kỹ ha. Mặt xanh lá thì nó có ba cái thanh đó, nó hơi không, mặt trắng bên này, mặt xanh dương. Các bạn ráp cho trình tự vòng tròn vậy đi cho nó dễ ha. Này mặt ép, phía dưới thì mặt đi. Thì cục này á thì đường xây cũng khó, nó bị kẹt dữ lắm, lúc đầu vô các bạn cũng sẽ rối, nó nói gì nhiều thứ. Nói chung cục này là cục khó đó chứ, nó làm cho chúng ta hơi hơi mệt mỏi. Vì Rambo á thì các bạn lúc nào làm cục Rubik này á, bất kể cái gì tư thế nào thì cũng để y vậy. Này mặt F không, này mặt U, mặt này là mặt R, mặt này L. Thì công thức này xây L rất là ít, chủ yếu là ba cái mặt này cho nó đúng. Ngoài ra cục Rubik này nó có trận có thanh dài rất là dài, hai cái thanh này nó dính nhau nè, cam với trắng nó dính nhau thì cục Rubik rất là vướng. Tâm vậy, tâm thì mặt ép nó như vậy, không, mình nhìn kỹ ha. Tâm này tâm đứng, cái tâm là hai cái thanh nè, cái tâm ngay chỗ này nè, nhưng mà cái thanh nó dính luôn, thì mình kêu nguyên của giải là cái tâm. Bây giờ Rainbow á thì đầu tiên vô các bạn Rainbow bằng công thức, không, nó có ba công thức đó, mình ghi trong comment đó. Rồi xem kỹ thì ba công thức đó nè, nó luân chuyển vòng vòng. Với công thức cái cục này nó có cái cách xây áp dụng cho mình nó cách xây phải nắm xây, chứ còn nắm đổi hướng đổi chiều, còn các cục khác thì đổi chiều thì dễ hơn. Cục này với Insanity Cup hai cục nó đổi chiều rất là kỳ, phải làm xong cái mặt này phải đưa mặt khác. Thì công thức không, mình vô mình Rainbow bằng công thức để cho các viên nó đảo tùm lum hết đồng, rồi sau đó mình từ từ mình thức không. F R U F R phẩy F1, F2, U phải. Rồi mình đổi qua đây mình làm thêm cái nữa đi không. F, R, U, F, R phải, F2, U phải. Qua đây mình làm thêm cái này cũng được. F, R, U, F, R phải, F2 phụ phải, là nó sẽ quay một cái vòng tua giống vậy đó các bạn. Thì nó làm cho cục Rubik hồi lại chiếc cũ, bạn để ý ha, rất là rõ ha. Thì cục Rubik này nó xoay tua sẽ mình cái vòng quay A nè, đó, nó xoay vòng quay ngược cái đồng hồ, thuận với đồng hồ, nó làm cho cục Rubik nó hơi kỳ kỳ. Chút xíu mình những cái viên này mình sẽ bố trí lại bằng công thức chỉ đó, xoay vòng tua ha. Rồi cái nữa là cái cục này nó có một cái góc tự do ở đây, nằm ở U F R, mặt U nè, mặt F, mặt R thì nằm cục này, lúc nào cũng để vậy, đúng không? Làm lại không? U phải, rồi. Mình làm theo một cái công thức nữa để cho nó rainbow ra, các bạn rainbow tự do cũng được, đúng không? Qua đây, U. U F2
hai đầu phẩy dưới này không, u f 2 r f phẩy u phẩy r phẩy f phẩy nè. Mình cứ xong quay song song, mình thấy cái viên nào nó dính á mình cứ tẻ ra không, mình cứ bình thường mình làm, đừng có nên vội vội vàng vàng mà làm, nhiều khi nó không hay lắm. Cục này là cục không có vội nha, cứ từ từ làm. Đây, cái mặt này nó vậy đó, nó kỳ lắm. Đây, cái thanh này chặn nè, những cái tâm nó nằm kỳ kỳ. Rồi sau đó chúng ta rainbow là tự do, cứ thấy viên nào dính lại thì cái rainbow không. Đây, rainbow tự do ra. Nên cái này thì lúc đầu vô các bạn cũng rất là mệt, thì bản thân mình cũng vậy, lâu lâu mình rainbow mà nó dính á, nó dính viên á, nó làm cho mình cũng rất là mệt chứ nó. Cứ tự do ra, nó khó quay dữ lắm. Hai viên này dính nhau này không, cứ từ từ xây ra, còn không xây cũng không sao, chút xíu rồi nó sẽ banh, nó sẽ chạy ra hả. Này này, ok, xíu nữa này, mình coi lại mình rainbow cho nó kỹ kỹ chút xíu. Này bây giờ chúng ta tiếp tục. Đầu tiên chúng ta làm những cái tâm này, định là cái tâm, thì cái tâm của nó là nó nằm như thế này, mình để gì không, mặt trắng nó nằm phía sau, mặt cam nằm dưới. Cái bố trí màu nó cũng kỳ lắm. Cái cục này đầu tiên là của hãng Mayfair, họ bố trí màu vậy, sau này những cái cục sau á cứ vậy bố trí màu, chứ không có mặt trắng với mặt vàng nó không có dính lên, nó không đối diện, hoặc là màu xanh màu đỏ gì nó không có đối diện, nó không có theo trình tự cục Rubik thông thường. Mình làm theo viên mà nó cục Rubik nó cũng hơi kỳ kỳ. Đầu tiên vô để cái tâm này, nó ra phía sau như thế này không. Rồi những cái miếng này nè, đỏ tâm đỏ cam xanh cam mình nối vô đây không, thì mình cứ nối vô nó hơi dướng dướng chút xíu. Không, nói vô đây. Các bạn cứ xây từ từ, nó kẹt ở đâu thì mình cứ xây cái đường ngang này nè, cái đường ngang này nè. Có viên nhỏ này nó hình là có hai cái đường bên đây nó xây được. Mình cứ xây vô. Mặt cam này không. Mặt trắng phía sau, bi, không? Bi này không. Ở này mặt cam. Thì mình nối vô. Cái tâm đỏ nó đứng xuống nó nối với cam này. Viên này nối với viên này. Sau đó bắt đầu mình bố trí lại thì cái mặt xanh bên đây đó, cái viên xanh nó sẽ xỉa ra đằng sau giống vậy, còn tâm trắng này nó vàng nó gì đó. Mình có ghi trong đó một số công thức á, một cái công thức nhỏ để các bạn đảo, thì khi các bạn bị dướng á, bạn bị dướng cái tâm á, cái tâm nó dướng lại thì mình từ từ mình làm. Nó khó ha, nó r đảo ra chút xíu nè. Nó ví dụ những cái tâm nó giống vậy nè, những cái tâm nó không có đúng nhé, tâm tâm cam này đúng rồi, tâm này nó không đúng nè, tâm tâm đỏ đúng nè. Mình giới thiệu cái này cũng hơi rối rối ha, thì nó bắt đầu mình đưa cái viên, cái gốc tự do nằm đây, cái gốc tự do là cái gốc mà nó nằm có một viên đó. Trong đây chỉ có một viên này là một viên thôi, còn các viên khác là nó dính dính chùm chùm vậy đó, thì để vậy, nó dướng nè, thì mình cứ canh ngay cái vị trí nào mà mình làm được công thức á, mình cứ làm. Nè, công thức là vậy. Một cái công thức nhỏ nhỏ mà nó làm cho chúng ta, giúp cho chúng ta đẩy những cái tâm á, nó nằm đúng vị trí của nó.
thì bạn coi comment cái tâm á, bạn bố trí cái riêng cái tâm, nếu mà bạn chưa có chơi cục này á, riêng cái tâm này các bạn bố trí rất là lâu luôn rồi đó, nhiều khi thì bố trí nó sai nữa. R U đó, vậy đó không, làm nó sai nữa không. R mình sẽ làm lại cái tâm này cho các bạn coi nó, chứ thực sự thì cũng rất là rắc rối đó. Bây giờ phải đẩy cái tâm vàng này qua bên này, đúng không? Rất là khó chịu, thấy không? Nhìn rất là khó chịu. Cứ từ từ ha. Tâm vàng ở dướng không? Cứ đảo từ từ. Mình đảo làm sao cho cái tâm vàng nó xoay vô bên đây được nè. Rồi, ok không? Mình cứ đảo, nó có cái công thức nhỏ nhỏ đó. Là công thức R U R phẩy F phẩy, là nó đảo những cái tâm này nè cho nó đứng lại, mà cái góc tự do này nó vẫn còn nằm đây. Quan trọng nhất là cái góc tự do nằm đây, mà các tâm nó phải chính xác giống như cái comment của mình, không? Cứ từ từ ha. À, chỗ này các bạn sẽ rất tâm lý hơi khó chịu một chút xíu. Làm sao nè, tâm đỏ nói xuống cam, xanh bên đây đứng nè, cái mặt cam nó vô đây, hai tâm này đúng rồi. Đẩy góc tự do ra đây, tâm xanh lá là nó nằm ngang vậy, tâm đỏ tâm vàng nó nằm ngang vậy. Ồ, rất là mệt nha các bạn, cứ đảo ngồi đảo ha, đảo như không đảo tới đảo lui coi, rồi mình ghi công thức nhỏ nhỏ đó, các bạn có thể canh chỗ nào xây được á, các bạn xây công thức đó thì những cái tâm này nó xây lại, rồi mình điều chỉnh từ từ thì nó ra cái vị trí đúng vậy. Nó hơi khó chịu nha, không phải nhiều khi nhìn vô cục Rubik này, nhiều bạn mình trao đổi đó nói cục này dễ, nhưng mà đến khi bàn vô công việc chi tiết vô thì các bạn không có biết, các bạn thấy nó dễ thôi, thật sự nó rất là khó. Thì nếu mà muốn chơi cục này rành rành á thì các bạn mới chuyển cục chơi VB á, băng ra đến VB á, thì chuyển đưa cục băng băng ra đến VB thành cái cục giống vậy, rồi mình từ cục này mình mới giải băng ra đến VB. Nào muốn chơi băng ra đến VB á thì phải chơi được bi cúp, và nếu chưa được chơi được bi cúp á thì chúng ta có thể rất là rối ra cho cái chuyện làm cái cục kia. Cục này cơ bản mà mình lúc đầu mình hơi nói hơi dài dài, rồi mình đảo hơi nhiều nhiều chút xíu để các bạn thấy kẹt như thế nào, các bạn từ từ mà đoán ha, nhìn kỹ ha, cái tâm nó mặt vàng mặt đỏ này, mặt xanh lá này, rất là kỹ nghe, cam không, để làm cái tâm cho nó đúng. Có nhiều bạn trên diễn đàn hoặc là gì đó làm ra đúng hết rồi, mặt trên đây làm hoài không được, rồi mới đăng hỏi thì mình trả lời là cái tâm này nè, các bạn để bên này, để nó cái tâm vàng này nè, để nằm bên này, hoặc là tâm xanh đứng lên vậy, làm hoài cũng được, không vô. Rồi hỏi hỏi nhưng thực sự cái tâm bố trí không có đúng. Này mình phân kỹ để các bạn coi từ từ, những cục nào mình không có phân ra là những cục đó phải liên tục từ đầu đến cuối, còn cục này á, làm theo từng cục, nếu các bạn cứ từ từ làm để về lúc nào cũng vậy, cái góc này nằm đây, đỏ vàng xanh để vậy lúc nào cũng để đó, từ trên bộ cho tới tất cả mọi thứ đều để im vậy đó. Không thì đầu tiên vô á là mình giải cái cục góc bên này, viên góc bên này được nhìn không, rõ không, góc L mặt L làm cái viên này à, rồi sau đó mới tiếp tục từng viên khác, làm viên này nè, viên này là trắng trắng ha, xanh dương cam nó đây nè, không phải trắng xanh dương cam đó. Nhìn nó mới vô thấy nó rắc rối ha. À, bây giờ gì nè, mình xây công thức một á,
cho đến như là cái viên này này, nó nằm ngay vị trí này. À, một số clip của các bạn trên thế giới giải cục này, giải nhanh quá làm cho các bạn rối, nên mình sẽ giải chậm, mình nói từng viên, phân ra thời gian, comment đầy đủ để hy vọng là các bạn có thể nắm bắt được cuộc chơi cục này. Chơi cục này xong rồi mod lại chơi luôn Bangladesh VB thì các bạn có một khái niệm rất là tốt về Bangladesh rồi đó. Chơi luôn Bangladesh VC. À, những cái clip đó mình có làm rồi á, làm rất là lâu rồi, chắc mấy tháng rồi đó. Rồi Fu, Tuba, Tuiba, một số cục rất là cơ bản. Các bạn coi những clip mình giải, đa số là mình có áp dụng những cái Bangladesh này. Nè, mình giờ mình giải viên này. Mình làm công thức 1, thấy không? Đầu tiên mình làm chung cấp 1, công thức 1 á cho cái viên này nè. Nó nằm chỗ này. Đạt không? F. Cái công thức 1 á là nó làm cho các viên này nó chạy lanh quanh đây. Chạy chỗ nào các bạn đừng có quan tâm. Các bạn cứ làm cho khi nào cái viên này nó tung ra đây là được. Và nhớ là băng cái cục này nó không có đảo đầu đảo đuôi nha. Nó không có lật viên lại, thành ra các bạn cứ làm thoải mái, không? Rồi, bây giờ làm ha. F R U F R phải F2 U phải. Rồi tìm đây, chưa đúng không? F R U F R phải F2 U phải F R U F R phải F2 U phải. Rồi, nó ra phía sau. Nó nằm đây nè. Nó nằm đúng vị trí này mình mới làm được. À, ngay đây. Mặt đỏ, mặt vàng, mặt xanh lá, lúc nào cũng để dây góc tự do đây thì cái viên nằm đây. Mặt UB, đúng không? Nằm ngay góc UB. Rồi mình đưa nó xuống đây, mình đưa nó xuống đây. Để bạn coi công thức á thì mình phải dời cái viên này nè, nó ra chỗ này. Đúng không? R đi hay là phải nằm này, không nằm ngay chỗ này nè, để mình mới đưa nó xuống được, nó nằm xa quá đưa không được. Và mình làm công thức 1 ha. F R U F R phải F2 U phải. Ok, giờ mình trả về nhớ ha, từ từ không R phải chỗ này trả về. Trả về nè, trả ngược giống như hồi nãy. Hồi nãy mình làm sao, giờ mình làm ngược lại. R đi phải R phải. Ok. Cái quy trình ngược đó mà. Nhìn kỹ không? Thực nó khó khó chút mà. Mình ghi lại công thức để chút xíu nữa mình diễn tả thêm cho các bạn coi. Đây mình sẽ cắt clip từng khúc ha, rất là ngắn để các bạn coi cho nó rõ. Đây, mình nói nhiều lần trong nhiều clip á, Rubik là thao tác chứ không phải là làm. Các bạn biết được thao tác, các bạn sẽ làm được cục đó. Và nhiều khi nhiều clip lên giải quá trời giải mà rốt cuộc nắm thao tác không được. Giống như là Elite Skill rồi Professor Skill vậy đấy. Thao tác rất là chuẩn, giải rất là kỹ, từng bước một để các bạn nhìn vô cái thao tác, biết được cách làm. Rồi từ từ đó mình làm cho nó đúng. Đây. Như này. Bây giờ mình làm tiếp tới cái viên đỏ, xanh lá, cam. Đỏ, xanh lá, cam. Đây. Viên này. Muốn làm như này được thì cái viên này nó phải nằm bên đây. Giờ nó nằm đây rồi. Thấy không? Nằm đây rồi. Mình không làm công thức. À, mình cứ làm công thức 1 cho đến khi cái viên nằm ngay đây là được. Em làm công thức 1 hoài luôn, khi nào nó chui vô đây là ok. Giờ nó chui sẵn đây nè. Rút ngắn khoảng cách khoảng làm thì các bạn vô, các bạn cần làm viên này thì các bạn phải để viên này ở đây vị trí này, không từ vị trí này nó mới đi qua đây được. Rồi bây giờ mình đưa nó qua ha, đưa viên này qua đây. Công thức 1 làm thì cứ từ từ mà làm, các bạn làm không đúng công thức á rồi bắt đầu nó cứ rối ra. Bây giờ gì nè, cái con Rubik này nó có một cái thao tác mà mình phải làm bằng một cái thao tác nắm cái góc nó quay, nắm vậy nè. Nắm đây, đây quay, mình để trong đó không có ký hiệu AB gì đó. Thường thường
Một số clip hướng dẫn là cái hiệu AB, mình ghi thẳng luôn. Cái chiều kim đồng hồ là chiều này. Mình nắm nha. À, mình xoay ngược chiều kim đồng hồ. Này. Rồi mình làm công thức 1. Thấy không? F R U F R phải F2 U phải. Thấy không? Đây nè. Nắm góc này xoay thuận về cái đồng hồ. Rồi, ok. Vô. Nhưng mà cái viên này nó vô luôn. Đó, để mình phá cái viên này ra. Rồi, chút xíu mình tiếp tục ha. Được không? Làm viên này xong. Làm cái viên này. Không, rồi tiếp tục làm viên này. Rồi làm viên này, rồi mình làm viên trên. Đó. Rồi, chúng ta tiếp tục. Bắt đầu chúng ta làm tiếp một cái viên nữa. Là cái viên xanh lá trắng cam. À, xanh lá này, trắng cam. Nào. Cái viên này thấy nó vô rồi, nhưng mà nó có vô quá chút xíu nữa mình cho phá ra. Mình làm. Đó. Thì cái viên này thì đến dễ. Để vậy không? Nhớ vậy. Mình cứ xây công thức 1. À, cho tới đây nào đúng thôi. À, nhưng nên lúc này là những viên này nó không có trúng vô cái vị trí của viên này thì mình xây nó chạy vòng vòng. Đừng có quan tâm nó chạy vòng vòng đâu nghe. Cứ gì cho nó chạy. Nó chưa vô tới là cứ làm tiếp. F R U F R phải F2 U phải vô nè. Ok. Không, viên này vô. Đó. Ok không? Để vậy. Vô. Nó chưa vô các bạn cứ xây tiếp tục. Xem họ vô. Tại vì cái công thức này lúc đó này nó xây nó chạy né bên ngoài nó không trúng cái viên này. Không trúng cái viên bên đây. Viên này vẫn làm ok này. Đây ok. Ok, không? Ok, chúng ta tiếp tục. Bây giờ tiếp tục chúng ta làm tới cái viên này. Đỏ, xanh dương, cam. Như này nè. Không, như này. Thì mình xây cái công thức 1 á. À, công thức 3 đó. Cho đến khi nào cái viên này nè. Bây giờ các viên nó nhảy lên đây hết trơn rồi. Ở dưới làm gần xong rồi mà. Chỉ còn những viên trên đây với viên này thôi. Mình xây công thức 3 cho thế nào cái viên mà cần làm là viên đỏ. Đỏ, xanh dương, cam nó chui vô đây nè thì mình mới làm tiếp được công thức 3 nghe. R U R phải F2 L F L phải U phải F chưa này không, nó chưa nằm đây nè, nằm bên này. Xây tiếp R U R phải F2 L F L phải à, U phải F. Từ từ không? Cứ xây từ từ nghe. Đừng có nên vô làm ảo ảo giống như speed vậy đó. Nhiều bạn lên đây làm Rubik biến thể mà xây ảo 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 chi vậy? À, hai chuyện nó khác nhau mà. Đó. Rồi bây giờ cái viên nằm đây rồi, đỏ xanh dương cam mình đưa xuống đây. Ok không? Từ từ không mình chỉ chứ chỉ quá trời chỉ vô cuộc các bạn là không được, mình cũng buồn. Rồi bây giờ hồi nãy mình có xây công thức mình nắm như này mình xây đó, bây giờ cũng tương tự vậy. Rồi hơi kỳ kỳ không? Đây nắm vậy, nắm góc UFR xoay ngược chiều kim đồng hồ, chiều này chiều thuận nè, xoay ngược này không, để xuống, nó đừng nên quơ bút xuống, xoay lum, đây vậy, để xuống, rồi làm công thức 1, F, R, U, F, R phải, F2, U phải, rồi để im vậy, đừng có xuôi bút xuống nha, nắm góc UR xoay ngược chiều kim đồng hồ, xoay qua bên đây, làm công thức 2, U, F2, R, F phải, U phải, R phải, F phải, để im vậy không? Nắm góc U, U góc này nè, xoay thuận chiều kim đồng hồ, thuận nè, đây.
làm công thức 1. F R U F R phải F2 U phải. Đấy. Vô chưa? Xe qua bên đây. Vô. Nhớ nha. Cái mặt làm lúc nào xây xong thì phải đưa về vị trí cũ, nằm lúc nào cũng vậy hết. À, viên này đỏ nằm đây, vàng nằm đây, xanh nằm đây. Còn cái chuyện xây á là cái chuyện xây để mình làm cái viên đó. Ví dụ kế không, đầu tiên vô làm viên này, xong làm viên này, xong làm viên này, xong làm viên này. Rồi ok không? Ok, chúng ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta làm một cái công thức số 3 đó. Mình ghi được công thức số 3 đó để đổi mấy viên này. Nó chạy lòng vòng hỏi đúng à. Đó, vậy không? Mình làm không? R U R phải F2 N L F N L phải U phải F. Ok. Vô. Nếu nó chưa vô á, ba viên nó chạy chưa đúng, các bạn làm tiếp. Nó cứ chạy vòng vòng hỏi đúng. Rồi, ok. Cô Rubik làm thì nó phức tạp, nhiều bước, nhiều khâu. Nắm nó cũng không phải dễ. Mình thì chơi cục này cũng rất là lâu rồi. Những cục nền tảng này mình chơi rất là lâu ha. Lâu lâu mình lấy ra mình chơi. Các bạn không chơi được cục này không, bạn không bao giờ giải được băng Garrix VB hết á. À, mình đã từng đọc một comment có bạn trẻ nào nói là băng Garrix VB giải 10 giây rồi mình nói thiệt, mình nói thiệt, nói chi cho mất công vậy, làm gì có chuyện đó trên đời này xảy ra. Bởi vì có xây được đâu 10 giây. Mà chẳng có ai xây 10 giây làm gì chứ. Bởi vì chi vậy? Cục có ngồi suy nghĩ đi nạp vô một viên nhiều khi là 10 phút không ra nữa chứ đừng nói 10 giây. Vậy không? Làm từ từ, chậm chậm, chắc ăn. Chứ Rubik là làm được cái cục Rubik này. Cục Rubik đang nằm trước mặt các bạn. Còn chưa làm được nó là chưa có làm. À, không suy nghĩ mông lung để nhìn vô nó à cái này là này là dễ dễ, cục Rubik này dễ. Không có cục Rubik nào trên đời này cũng dễ. À, chẳng qua là mình đã biết cục Rubik rồi, mình mới giải thấy nó dễ thôi. Cục nào cũng rất là khó, cứ từ từ mình nghiên cứu. Thì hãng Milan nó có ra cục băng cục Rubik Maple Leaf. Tới bây giờ nhiều bạn cũng thấy nó giải không nổi. Thật sự cục Rubik đó có gì đâu mà giải. À, xuống xuống lên lên. Nếu mà nó nằm không đúng vị trí thì cứ chuyển đúng vị trí, xuống xuống lên lên 3 viên. Giải skill, giải beta line. Tại vì ngồi coi mông lung không à, không có giải nó thành ra đốt cuộc giải không nổi. Cứ nhào vô giải, thấy không? Từ từ nghiên cứu nó. Nè. Đây là xong cuộc băng đế BB, BB cup. À, rất là nhanh nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye.